phương châm đại nguyên tắc không sai kinh điển của pháp môn tịnh độ không nhiều hiện tại chúng ta xem thấy có năm kinh một luận năm kinh một luận này y theo bộ nào cũng đều được một môn thâm nhập bạn nói năm kinh một luận tôi đều học thì cũng được dù sao cũng là cùng một tông phái đây là cùng một con đường cùng một đường lối những kinh điển của các tông phái khác thì không thể nào học đến một môn thâm nhập huân tu lâu dài đây là thuần cái chữ thuần này tiếp nối liên tục thuần kim thụ thuần bạch ngân thụ lưu ly thụ thủy tinh thụ nó cứ tiếp nối như vậy đây là đã tỉnh lược phía sau không có vì đã tỉnh lược rồi Ở đây nói với chúng ta một môn Một môn thâm nhập Hương tu lâu dài Đến khi nào thì Mới có thể học rộng nghe nhiều Khi được khai ngộ Vào thời xưa Thì cái tiêu chuẩn đó Rất là nghiêm ngặt Nhất định là phải Đại triệt đại ngộ thì mới có thể rời khỏi thầy. Người xưa nói là xuất sư ngày nay thì gọi là tốt nghiệp. Bạn vẫn chưa có minh tâm kiến tánh thì bạn không thể tốt nghiệp. Trung Quốc giờ ngày xưa bất luận là tông môn hay giáo hạ thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Tình độ chúng ta thì gọi là Lý nhất tâm bất loạn Trong mật tông thì là Tam mật tương ưng Điều kiện phải như vậy Thì bạn mới có thể được xem là tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp Thì mới học rộng nghe nhiều Pháp môn vô lượng thị nguyện học Lúc đó thì việc học sẽ dễ dàng Chứ không khó chút nào Chúng ta Xem thấy Bồ Tát Long Thọ Ở trong truyền ký Đây là đã chứng được sơ địa Là Bồ Tát sơ địa Năm xưa Đây đều là Thì hiện tại thế gian này Thông minh trí huệ Thuyệt đỉnh học tập Phật Pháp. Tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, tất cả Pháp giảng trong 49 năm, trong 3 tháng thì họ đã học xong rồi. Sau khi học xong, Đại khái sơ địa của họ là biệt giáo sơ địa. Theo tôi nghĩ không thể nào là viên giáo Viên giáo sơ địa thì công phu rất sâu Phiền não sẽ không khởi hiện hành Có thể là biệt địa Biệt địa thì tương đương với sơ trụ Ở trong Đại Thừa Giáo Phát tâm trụ Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân họ vẫn có thể bị thói chuyển trong giáo đại thừa chúng ta biết được bát địa thì mới không thói chuyển bát địa gọi là bất động địa thất địa trở về trước đều thói chuyển nhưng mà thói có giới hạn đó là sơ trụ sẽ không bị thói chuyển ra khỏi sơ trụ vì vậy họ đem hết thầy kinh điển của thế tôn đều học hết Sau khi ba tháng học xong Thì họ khởi ngạo mạn Cảm thấy từ trên trời rơi xuống Tới nhân gian duy chỉ có một mình là độc tôn Không ai có thể so sánh với ta Cái tâm ngạo mạn này liền sanh khởi lên Người hiện nay thì gọi là đáng tự hào Ngài đáng được tự hào Bồ Tát Đại Long Nhìn thấy được Liền đến giúp Ngài cho nên Đại Bồ Tát giúp đỡ Tiểu Bồ Tát Ở trên Kinh Kim Cang Phật đã dặn dò Thiện hộ niệm chư Bồ Tát Đại Bồ Tát có trách nhiệm Thiện hộ niệm các vị Tiểu Bồ Tát này Những vị Bồ Tát Vừa mới kiến tánh Vừa mới chứng quả Bồ Tát Đại Long đưa Ngài đến Long Cung Đưa Ngài đi xem nơi Mà các Ngài cất giữ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh vừa đến Long Cung nhìn thấy Bồ Tát Đại Long cất giữ kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật trong 37 ngày đầu. Có người nói là trong 27 ngày. Đây đều có căn cứ. Trên kinh đều có nói cả. Trong 27 ngày đã giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phân lượng là bao nhiêu? Số bài kệ nhiều tương đương với di trần của 10 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Phẩm tương đương di trần của một cái tứ thiên Bồ Tát Long Thọ Nhìn thấy cái phân lượng này Thì không còn chút ngạo mạn nữa Mới biết là mình vẫn còn chưa được Hàng phục phiền não của Ngài Sự thể hiện này của Bồ Tát Long Thọ Đã nói cho chúng ta cái sự việc gì Một môn thông Thông bình thường chúng ta hay nói là Được ta muội Ngày nay chúng ta học kinh vô lượng thọ Nếu bạn có thể nhập Vô lượng thọ ta muội Bạn học kinh pháp hoa Thì bạn nhập pháp hoa ta muội Bạn học kinh kim cang Thì sẽ nhập bát nhã ta muội Thì bạn mới thật sự có thọ dụng Ta muội là gì Ta muội là được định Định thì khai huệ Sau đó mới có thể nghiên cứu thêm Những pháp môn khác cho nên hiện tại một số người học đạo nghiệp và học nghiệp vì sao không được thành tựu họ không giữ cái nguyên tắc này con đường này là con đường mà tất cả bồ tát chư phật như lai đã đi qua chúng ta hiện tại không có tin tưởng chúng ta hiện tại không đi con đường cũ của các ngài mà lại đi một con đường mới bạn cứ thử xem xem bạn có đi được hay không bạn mà đi được đương nhiên là thật hiếm có rồi đi mà không được thì đời này đã uổng phí rồi đây gọi là truyền đạo đạo là cái gì đạo là con đường bắt đầu từ một môn thâm nhập đây là con đường Cho nên các vị phải học kinh giáo Bạn phải có trí huệ Phải có kiến thức Phải có nghị lực Phải có sự bền lòng Một môn thâm nhập Mới đầu phát tâm phải phát như thế nào Tôi học kinh vô lượng thọ Tôi một đời học bộ kinh này tôi học chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ cả đời tôi là học một bộ này phải đem lý luận của bộ kinh này biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình đem sự giáo huấn ở trong bộ kinh này biến thành cái hành vi sinh hoạt của mình thì bạn đã nhập cảnh giới rồi thì bạn đã khế nhập vô lượng thọ Đã khế nhập vô lượng thọ Thì sao có đạo lý không giảng sanh Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Bạn đã nắm chắc rồi Pháp môn Vô lượng thệ nguyện học Đi đâu để học Đến thế giới cực lạc thì ta mới học Ta chưa đến thế giới cực lạc Thì ta ôm cái bộ kinh này mà học Nếu như bạn có cách Suy nghĩ như vậy Có cách làm như vậy khẳng định bạn sẽ thành tựu Không có nhất định Còn phải xem căn tánh của bạn Có người 10 năm, 20, 30 năm Thì mới nhập cảnh giới Sau khi khế nhập cảnh giới Thì bất kỳ loại kinh gì Bạn vừa xem liền hiểu ngay Hiểu rõ ngay Mỗi câu mỗi chữ Có vô lượng nghĩa Làm gì cũng phải chuẩn bị Phải tìm sách tham khảo Không cần cái việc này trí huệ hiện tiền thì không có điều gì bạn không hiểu sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần tất cả đều thông đạt đây là trí huệ của bạn đã khai rồi cho nên một môn thâm nhập là bí quyết để khai trí huệ thế xuất thế pháp đều không ngoại lệ Ngày nay các vị nghe thấy lời này của tôi Những lời này không biết là tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Nhưng mà dù nói nhiều hơn Cũng không thể nghe cho được Vì thế bạn không có được thọ dụng Nếu quả nhiên bạn nghe được Bạn nghe hiểu Thì từ hôm nay hãy bắt đầu làm Bạn hãy xem Hiệu quả sau khi làm được 3 năm Hiệu quả sau khi làm được 5 năm Hiệu quả sau khi làm được 10 năm Đều không như nhau Nhìn từ góc độ nào Mà thấy là không như nhau Tướng mạo của bạn thay đổi Thể chất của bạn thay đổi Đây là quả báo Bởi vì bạn có định có huệ Tướng tùy tâm chuyển Bạn là nhất tâm Cái tướng nhất tâm Và tướng của loạn tâm là không như nhau Thế là tướng hảo quang minh cứ dần dần Rồi bạn sẽ đạt được Đây là lợi ích hiện tiền Thân thể khỏe mạnh Cho dù thân thể có chút bệnh nào đó Thì tự nhiên sẽ chuyển biến Không cần đi khám bác sĩ Không cần phải đi uống thuốc Bác sĩ và thuốc men đã hoàn toàn đoạn tuyệt với bạn rồi Tuyệt duyên rồi Bạn ở trong tất cả cảnh giới Thuận cảnh hay nghịch cảnh đều tự tại an lạc tất cả thế xúc thế gian tuyệt đối sẽ không bị quấy nhiễu nữa tuyệt đối sẽ không bị nó ảnh hưởng bạn được định rồi bạn đã được niệm Phật tam muội rồi cái thọ dụng này là không thể nghĩ bạn ở chỗ này nó là kim ngân lưu ly thủy tinh đây là thất bảo đại biểu cho cái gì đại biểu là pháp bảo đầu tiên chúng ta nhận định những gì mà thích ca Ni phật nói thì là pháp bảo đến khi bạn thực sự Phá được một phẩm vô minh Chứng được một phần pháp thân Sau đó bạn mới hiểu được Thế xuất thế gian Tất cả pháp đều là pháp bảo Vì thì bạn đã nhập cảnh giới hoa nghiêm rồi Không có pháp nào Không phải pháp bảo Kinh hoa nghiêm chân thật là ở chỗ nào Kinh hoa nghiêm là đời sống hiện thực của chúng ta Sáu căn, sáu trần, sáu thức Đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Vì thế Phải bắt đầu từ một môn thâm nhập Sau khi Đã thâm nhập được rồi Thì xuất sư Thì tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp thì có thể đi tham học Trên Kinh Hoa Nghiêm Hiện tại Đồng Tử 53 Tham Đã làm tấm gương cho chúng ta xem Thiện tại Cùng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là lão sư của họ Cùng nhau học một pháp môn Ở lão sư của họ Học một môn Đến khi tốt nghiệp Tốt nghiệp là cái gì? Kiến tư phiền não đã đoạn rồi Trần sát phiền não đoạn rồi Phá được một phẩm vô minh Dùng lời của Kinh Hoa Nghi mà nói Là sự chấp trước đối với tất cả Pháp Thế xuất thế gian Đã đoạn rồi Không còn cái ý niệm chấp trước này nữa Chấp trước là kiến tư phiền não Không còn phân biệt nữa Tâm địa đã được thanh tịnh không còn có phân biệt Phân biệt là trần xa phiền não Phá được một phẩm vô minh Chính là đã phá được một phần vọng tưởng Đã hoàn thành khóa trình Viên mãn Ở chỗ của văn thù Bồ Tát Tốt nghiệp rồi Văn thù Bồ Tát bảo họ đi tham học từ đây về sau chính là 53 tham 53 tham chính là học rộng nghe nhiều Chính là phía sau đã nói Nhị bảo tam bảo Thất bảo cho đến vô lượng bảo Chính là cái ý nghĩa như vậy Mục đích của việc tham học Thì có hai cái Một cái là thành tựu việc học rộng nghe nhiều Của chính mình Thành tựu cái hậu đắc trí của chính mình hậu đắc trí là không gì không biết nếu bạn không tiếp xúc thì làm sao có thể thành tựu vô sở bất tri phía trước chỉ thuần nhất một bảo là thành tựu căn bản trí cho bạn Vì này nhất định phải hiểu được không có căn bản trí thì khẳng định sẽ không có hậu đắc trí vì vậy người xưa đã bồi dưỡng cái căn bản trí của mình trước sau đó mới thành tựu hậu đắc trí của chính mình cái đạo lý này. Nhất định phải nên biết. Nếu như bạn không biết, lão sư sẽ không dạy bạn. Căn bản trí là gì vậy? Căn bản trí là vô tri. Bạn xem trên kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri. Đó là căn bản trí vô sở bất tri là hậu đắc trí cho nên nếu như bạn muốn vô sở bất tri thì bạn phải vô tri trước hết vô tri chính là gốc của vô sở bất tri ở trong phật pháp là dùng nhất là chuyên nhất thực tế nói cho rõ căn bản trí chính là thiền định định có thể sanh quệ, định sanh quệ là vô tri, là định sanh quệ, nhưng mà nó khởi tác dụng, khởi tác dụng chính là vô sở bất tri. khi mà nó không khởi tác dụng là vô tri. cái đạo lý này rất khó hiểu. chúng ta dùng thí dụ để mà nói, ở trên kinh Phật cũng thường hay dùng cái thí dụ này. giống như cái gương mỗi buổi tối chúng ta thường hay soi gương buổi sáng thức dậy cũng soi gương ở bên trong tấm gương đó có tướng hay không không có không có tướng thì cũng như vô tri nhưng khi nó khởi cái tác dụng thì có thể hiện tất cả tướng hiện tất cả tướng chính là vô sở bất tri tuy hiện tất cả tướng bản thân nó vẫn là không lưu lại ấn tượng Vì thế Căn bản trí và hậu đắc trí Khởi cái tác dụng là đồng thời Người chân thật giác ngộ Thì họ dùng tâm giống như là tấm gương soi vậy Chúng sanh Trong chính pháp giới Họ có thể ứng phó Chu đáo mọi mặt Trong tâm thì không lưu lại một dấu vết gì Căn bản không có động đó chính là công phu chân thật của họ cho nên định huệ của họ là đẳng vận vận là vận dụng đẳng là bình đẳng trong huệ có định trong định có huệ định huệ như nhau đây là thành tựu chân thật đây là tự lợi tự thọ dụng bạn mới có thể từ viên sơ trụ Mà không ngừng nâng lên cao Lên cao nữa là thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác Là 40 tầng bậc này Cái mục đích thứ hai Chính là giáo hóa chúng sanh Chúng sanh căng tánh không tương đồng Bạn dùng một cái pháp môn Mà đi độ hết thảy chúng sanh là không thể được rồi Nhất định không thể làm được Cho nên bạn phải thông đạt Vô lượng vô biên pháp môn Cho nên thông đạt vô lượng vô biên pháp môn Là không phải vì chính mình Là vì chúng sanh Thông đạt vô cùng dễ dàng Vô cùng nhanh chóng Bồ Tát Long Thọ biểu diễn cho chúng ta xem Chính là việc này Vì vậy sợ bạn không có khai ngộ Chân thật khai ngộ rồi Thế xuất thế gian Pháp Khi vừa tiếp xúc thì liền thông đạt liền thấy ngay Bạn xem tự tại biết bao Bạn muốn thành tựu nhanh chóng Thì còn các phương pháp nào nhanh hơn cái phương pháp này Nếu bạn muốn môn nào cũng nghiên cứu Môn nào cũng muốn Cứ cho là bạn thọ mạng 200 tuổi Thì bạn cũng không thể nào làm cho xong Một bộ đại tăng kinh cũng làm không xong nổi Cho nên, ở trên kinh phật thường nói chúng ta là kẻ đáng thương xót chúng ta suy nghĩ câu nói này của phật càng nghĩ thấy đúng là kẻ đáng thương xót ai là người thông minh người nghe lời của phật là người thông minh nghe lời của phật là người có trí huệ tự cho mình thông minh không chịu nghe lời người khác đó mới chính là kẻ ngốc mới thật sự là đần độn. Người thế tục chúng ta thường nói là thông minh quá bị thông minh hại. Chính là loại người như vậy. Đó là kẻ đáng thương xót mà ở trên kinh Phật thường hay nói. Một câu nói quan trọng nhất ở chỗ này Trong đoạn này là duy nhất bảo thành bất tạp như bảo Đây là vì chúng ta một môn thâm nhập Nhất định không xen tạp Cái đạo lý này nhất định phải hiểu Chúng ta lưu thông pháp bảo Đây là công đức, vô lượng công đức Chúng ta tự mình tu học một môn thâm nhập Năm xưa tôi tại Đài Loan Tôi có một cái kim cơ hội Phật đã giáo dục kim cơ hội Cái cơ kim hội này đã làm được hơn 20 năm rồi cũng có một chút thành tựu tính chất của cơ kim hội là gì là tổng bộ hậu cần của phật giáo toàn thế giới chúng tôi chuyên môn làm công việc viện trợ tiếp tế không phân tông phái không phân pháp môn các vị muốn có loại kinh điển gì chúng tôi sẽ cố hết sức để sưu tập ấn tống rồi gửi cho bạn giúp đỡ toàn thế giới nhưng mà chúng ta tự mình tu học Chỉ một bộ kinh Cho nên hiện giáo mật giáo Tông môn giáo hạ Đến cả nước ngoài Kinh điển bằng chữ miếng điện Chúng tôi cũng in Kinh điển chữ Bali Chúng tôi cũng in Bên đó của họ tương đối khó khăn Chúng tôi có cái đội ngũ này Để giúp đỡ họ Đại tạng kinh bằng chữ miếng điện Đại tạng kinh bằng chữ ba ly Chúng tôi đều đã in qua rồi Sau khi in xong thì đem tặng cho họ Trong Phật Pháp Nói đây là tu phước Giúp đỡ các tông phái khác nhau Chúng sanh căn tánh khác nhau Đến học Phật Pháp Chúng tôi có cái năng lực này Có thể giúp đỡ họ Toàn tâm toàn lực giúp đỡ Quyết không có phân biệt tông phái Hiện tại Tâm lượng của chúng ta mở rộng cùng với Hoa Nghiêm Hiện nay mở rộng đến chỗ đa nguyên dân hóa rồi Không những là Phật giáo Những tôn giáo khác Chúng tôi đều giúp đỡ bình đẳng như nhau toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ. Singapore bên này có chín cái tôn giáo. Hiện tại tôi ở Úc Châu, Úc Châu có 12 tôn giáo. Họ đều đến tìm tôi, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ được, tôi đều sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi mới thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, các tông phái khác nhau trong nhà Phật Bất luận là hiển giáo mật giáo Tôi thường nói đều là Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền lại Chúng ta là anh em thân thiết Tất cả tôn giáo khác ở trên thế giới Không phải anh em bên nội thì cũng là anh em bên ngoài Đều là người một nhà Vì thế tâm của chúng ta quan hệ biết bao Hoàn toàn dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng cung kính để đối đãi chúng ta biết tôn giáo có thể hòa thuận chung sống các dân tộc có thể hòa thuận chung sống tất cả những xung đột của thế gian này đều được hóa giải rồi thì thế giới hòa bình mới có thể thực tiễn được cho nên chân thật muốn đạt được cái mục tiêu này Loại sách giáo khoa tốt nhất Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Quả thực Có thể hóa giải Tất cả xung đột Không những là bao gồm Nhân gian của chúng ta Mà xung đột của tất cả chúng sanh Trong chính pháp giới đều được hóa giải Thúc đẩy sự hài hòa của dạng vật Đoạn thứ hai Đây là ý nghĩa mở rộng Tôi đã nói với các vị rồi Chúng ta mới có thể thật sự Học được điều gì đó Ở trong bộ kinh điển này Hoặc hữu nhị bảo tam bảo Nại chí thất bảo Chuyển cộng hiệp thành Căng hành Chi cán Thử bảo sở thành Hoa diệp quả thực Tha bảo hóa tác Câu kinh văn này là nói cái gì? Các vị có thể hiểu không? Các vị nghĩ xem nói ở đây có phải là đa nguyên văn hóa không? căn hành, Chì cán. Ngày nay thì chúng ta nói chính là tổ chức căn là căn bản tổng công ty còn hành chi cán là công ty con đây là nói tổ chức thử bảo sở thành hoa diệp quả thực đây là nói chúng ta dùng công ty để nói thì bạn dễ hiểu là tất cả sản phẩm ở trong công ty đây là quả thực cứng dường tất cả đại chúng xã hội Tha bảo hóa tác Chúng ta suy nghĩ từ chỗ này Cái ý nghĩa trong kinh văn Nếu đã thông rồi Sự khó hiểu trong kinh của Phật Chính là đều có cái ý nghĩa sâu xa Đều không nói từ mặt chính Mà nói từ mặt khác Nhưng mà cái ý nghĩa bên trong thì vô cùng phong phú Chân thật là Thọ dụng không cùng tận Thọ dụng không hết Cho nên Ở trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Ở trong công việc Thì bộ kinh điển này có sự giúp đỡ rất lớn với chúng ta Bạn thật sự đã đọc thông được bộ kinh này Nếu bạn làm kinh doanh công thương nghiệp Thì bạn sẽ hiểu được cách làm như thế nào Quản lý như thế nào Nâng cao như thế nào Phát triển như thế nào trong trường đại học ở thế gian còn chưa học đến ở trong kinh phật thì đã học đến rồi phía sau xin lấy một cái thí dụ thí dụ này tôi không cần phải nói cho thật kỹ nếu ý nghĩa ở phía trước mà bạn hiểu được thì bạn sẽ có thể thể hội được hoặc hữu bảo thụ lấy một cái thí dụ hoàng kim vi căng bạch ngân vi thân chữ thân này chính là bản chúng ta nói là gốc rễ của căn tánh còn chữ bản là nói cái thân chính cái thân này là bản lưu ly vi chi thủy tinh vi sao chữ chi này là thân cành chữ sao này là sinh ra từ chữ chi đây là ngọn là ngọn cây hổ phách vi diệp mỹ ngọc vi hoa mã não vi quả kỳ dư chư thụ phục hữu thất bảo hổ vi căng cán chi diệp hoa quả chủng chủng cộng thành có hiểu được ý nghĩa này hay không cái bảo thụ này các gì phải ghi nhớ thụ là lập nên chúng ta xây dựng sự nghiệp ở trong xã hội sự nghiệp ở trong công ty của bạn là gốc công ty con của bạn là thân tiếp đến ở trong công ty con của bạn có một số đơn vị chi nhánh thì đó chính là cành chính là ngọn Đây là nói tổ chức, còn như dịp hoa quả thì đó là sản phẩm ở trong công ty của bạn. Cúng dường xã hội. Phục vụ chúng sanh. Đây là lấy một cái thí dụ câu sau cùng này là sự tổng kết kỳ dư chư thụ trong xã hội thì không chỉ mỗi công ty của bạn mà các ngành các nghề cũng đều như vậy họ cũng có thất bảo ở trong thất bảo điều quan trọng nhất nói với bạn là trí huệ thực tiễn vào trong cuộc sống ngày nay của chúng ta mà nói ở tại thế gian này mà nói thì luân lý đạo đức chính là bảo ở trong phật pháp mà nói thì thập thiện ngũ giới tứ nhiếp lục độ đây là chúng bảo nếu như các vị kinh doanh công thương nghiệp bất luận là kinh doanh ngành nghề nào nếu như dùng cái lý luận phương pháp này mà làm thì không ai không phát đạt không ai không lâu dài Trong xã hội ngày nay Mọi người khởi tâm đồng niệm đều trái ngược với đạo đức, trái nghịch với phép tắc tự nhiên, luôn luôn tìm mọi cách để lừa gạt người khác, khởi tâm đồng nghiệp tất cả mọi hành vi đều tổn người lợi mình, cho rằng tổn người thì có thể lợi cho mình. Kỳ thực loại suy nghĩ như vậy, loại hành vi như vậy thì đã làm tổn giảm đi cái phước báo đang có trong số mạng của bạn sự nghiệp kinh doanh của bạn có làm được tốt hơn đi nữa mấy năm nay đã kiếm được mấy trăm tỷ bản thân bạn cảm thấy rất mãn nguyện kỳ thực ở trong số mạng của bạn là có đến mấy nghìn tỷ bởi vì hành vi của bạn không đạo đức nên đã bị tổn giảm bớt không chừng đã bị giảm hết một nửa rồi bạn mới biết được tuân theo phép tắc tự nhiên thì cái thành tựu mà bạn đạt được so với hiện tại của bạn thì tăng thêm không biết bao nhiêu lần nữa đạo lý này không có ai hiểu luôn cho rằng ta không tranh với người khác thì không phát tài luôn tìm đủ mọi cách để đoạt lấy tiền tài của người khác cho rằng bản thân đã phát tài rồi hết thảy đã trái nghịch với nhân quả trái nghịch với phép tắc tự nhiên việc bạn làm đó chỉ đem lại thiệt thòi bạn đã hại biết bao nhiêu người đến sau cùng nhìn lại vẫn là hại chính mình đã hại mình việc gì thiếu mạng thì phải trả mạng thiếu nợ thì phải trả tiền một đồng một xu đều không thể thiếu vì vậy mà ấn quan đại sư bởi vì sao vậy người học liễu phàm tứ huấn trong liễu Phạm tứ huấn đã nói là những cái đạo lý này thật sự đã làm được rõ ràng được binh bạch rồi thì tâm địa của bạn sẽ thiết thực vọng niệm không còn nữa thật sự quy củ thật sự lão thật mà làm người càng làm những việc giúp đỡ xã hội những việc giúp đỡ chúng sanh sự thông minh trí huệ khỏe mạnh sống lâu của bạn và tất cả phước báo ngày ngày đều tăng lên những gì liễu phàm tiên sinh đã làm thì mọi người đều nhìn thấy vì tại vì sao không học tập ông tại vì sao lại tự cho mình thông minh tóm lại mà nói chính là không nghe lời người xưa đã thiệt thòi rất lớn trước kia chính mình trí huệ chưa khai phước báo bị tổn giảm thọ mạng cũng tổn giảm đời sau còn phải trả nợ trả nợ cũng không phải dễ dàng như vậy trước tiên phải đọa tam đồ để tiêu nghiệp tội của họ. Sau khi nghiệp tội tiêu hết rồi, lại đi trả nợ, vậy thì việc phức to rồi. Cho nên Phật Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân Thế Gian dạy bảo chúng ta, con người cuộc đời ở tại thế gian này phải có thể làm một con người đường đường chính chính trong cả cuộc đời không đắc tội với một người nào không phụ lòng một người nào không mắc nợ một người nào bạn xem cái tâm lượng này tự tại an lạc biết bao cái sự an lạc này chính là gốc của sự khỏe mạnh sống lâu không những không hại người Hiện tại chúng ta hiểu được Sinh mạng của súc sanh Cùng con người là như nhau Đối với tất cả chúng sanh Tuyệt đối Không thể có một cái ý niệm Hại chúng Rồi mũi kiến dáng Cũng không thể Mũi mồng đến chích bạn Bạn nhìn thấy Liền khởi lòng quan hỷ Nó muốn được ăn Ta cúng dường nó một bữa là bố thí cúng dường mà Bạn xem bạn vui sướng biết bao Bạn từ cái tâm như vậy Phát cái tâm như vậy để bố thí cúng dường Thì chúng cắn đốt bạn sẽ không thấy đau Không thấy ngứa Vì sao mà bạn thấy đau thấy ngứa vậy Vì bạn không chịu bố thí Bạn sang tham Cho nên đã làm cho mình bị bệnh rồi Bạn mà thật sự chịu phát tâm Thì khi các loại mũi mỏng cắn đốt bạn bạn đều có thể thương lượng với chúng như thế nào vậy nếu cắn trên mặt đương nhiên ngày hôm sau người khác nhìn thấy sẽ khó coi trên mặt không được cắn tay cũng không được cắn cái này luôn phải để lộ ra bên ngoài còn lại trên người chỗ nào cũng cắn được chúng sẽ rất nghe lời thật sự hợp tác với bạn đều có linh tánh cả bên trong nhà thì có dáng kiến rồi nhặn rất nhiều tất cả đều có thể thương lượng. Chúng đến tìm thức ăn, chúng ta đem thức ăn để ở bên ngoài cửa, để ngoài sân, cúng dường chúng, thì chúng sẽ không đến nữa. Thỉnh thoảng có một hai con cũng đến, đó là đi tham quan du lịch, đến để xem thử, quan nghỉ tiếp đãi tuyệt đối không nên làm hại bởi vì chúng ta không hại chúng thì chúng không hại chúng ta tôi ở vùng quê của úc châu căn nhà vừa mới mua để vào ở đó có rất là nhiều kiến và dáng tôi bảo thầy ngộ khiêm đến nơi đó ở tôi đã đem cái đạo lý này về cho thầy tôi bảo thầy sẽ xem công phu của thầy nếu như những côn trùng này mỗi năm đều nhiều như vậy thì công phu tu hành của thầy không có chút nào cả rồi nếu như mỗi năm một ít hơn thì chứng minh là thầy rất có dụng công quả nhiên là mỗi năm một ít hơn hiện tại trên đường đi phía ngoài vẫn còn nhìn thấy có một ít kiến bên trong thì không có cho nên tôi nói thầy tu hành cũng khá lắm. Những chúng sanh nhỏ đó cũng có thể hợp tác. Tiếp đến nữa là cây cỏ hoa lá, phải yêu thương phải cung kính. Cây cỏ hoa lá chúng ta quan tâm nó, chăm sóc nó, nó sẽ báo đáp. Nó báo đáp bằng cách cỏ sẽ rất xanh rất mềm hoa sẽ rất thơm rất đẹp nó cúng dường bản cỏ cây cũng hiểu lòng người thì sao có thể tổn hại được chứ chúng ta ngày trước không học phật nên không biết sau khi học phật mới biết được cả vũ trụ đều nhịp nhàng sống động gắn bó mật thiết Thật không thể nghĩ bàn Cho nên đọc tụng kinh Phật Chúng ta càng đọc càng thú vị Càng đọc càng biết Nên sống như thế nào Làm việc như thế nào xử sự đối người tiếp vật như thế nào Quyển sách giáo khoa này thật sự là bảo điển trong trường học của thế gian không hề có vô cùng đáng tiếc trong trường học không lựa chọn cái này để làm sách giáo khoa bạn thấy có đáng tiếc hay không đây là nguyên nhân gì không biết đâu là tốt xấu vì sao không biết tốt xấu không có ai giảng dạy với họ họ không được tiếp xúc đến cho nên lần này tôi ở tại úc châu thật sự là được phật bồ tát gia trì tiếp xúc với các trường học họ mời tôi đến làm giáo sư tôi nói được tôi đem phật pháp cùng vào theo chúng tôi lên lớp dạy học trò thực tại mỗi buổi học thì giảng dạy câu là được rồi nói câu nói tinh túy nhất trong kinh điển chỉ nói dạy câu xem trường học sắp xếp cho tôi được bao nhiêu buổi tôi tin rằng tôi giảng một đến hai học kỳ học trò nghe mà quan nghĩ thì sẽ yêu cầu lập thêm cái khóa trình này đây là cái cơ duyên rất tốt Xin mời xem đoạn tiếp theo Các tự dị hàng 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 tương trị Kinh kinh tương vọng Chi dịp tương hướng Hoa thực tương đương Vinh sắc Quang diệu Bất khả thắng thị Đoạn này thực ra là miêu tả Cái xã hội của thế giới Tây Phương cực lạc Bảo thụ chính là Các ngành các nghề Nó đại biểu cho việc này Trên thực tế thì Có cái hiện tượng này hay không? Xin nói với các vị là có Vì sao mà có? Ở trên kinh Phật thường nói với chúng ta Y báo tùy theo chánh báo chuyển con người một khi có phước báo hiện tiền thì, thì hoàn cảnh nơi cư trú sẽ tự nhiên không như trước nữa chúng ta xem phong thủy thường hay nói là người phước ở đất phước đất phước người phước ở ở trên thế giới tây phương cực lạc người người đều tu phước cho nên ở bên đó phước báo rất lớn phật giảng nói sự trang nghiêm của những y báo này Thực tế cái ý nghĩa ở bên trong Là đã đem chánh báo bao gồm vào bên trong đó Nói với bạn Y cùng chánh là một không phải hai Từ trong y báo hiện ra chánh báo Từ chánh báo lại hiện ra y báo Chúng ta mới thật sự có thể thể hội được Sự thù thắng trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc Ở đoạn trước từ trên văn tự mà xem là nói cái thể chất của cây. Còn ở đoạn này là nói sự thành hàng chỉnh tề của cây. Các tự dị hàng, các tự chính là chủng loại không tương đồng không phải là tạp ngày nay thì chúng ta nói là rất có quy hoạch giống như ở trong thành phố nó được phân thành rất nhiều khu vực một chút cũng không hỗn tạp cư trú là khu vực cư trú khu thương mại khu tài chính ở trong đây lại phân thành bạn xem sự hoạt động của mỗi một ngành nghề Mai mặt thì đều nằm trên một con đường Muốn mua quần áo thì đến con đường đó là được Không lộn xộn hỗn tạp Không mất thời gian Mà muốn mua thứ đồ gì Đều có con đường như vậy Đều có một khu vực như vậy Đây chính là các tự dị hàng 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 tương trị Ở chỗ này là nói tương trị Tương vọng, tương hướng, tương đương Là hỗ trợ xã hội là đa nguyên cuộc sống cũng là đa nguyên cuộc sống của một cái gia đình nho nhỏ những đồ dùng cần thiết hàng ngày của bạn không phải đơn nhất mà là bạn phải đi mua ở khắp nơi để có được thứ mà mình cần thiết mấy câu này chính là nói các ngành các nghề của xã hội giúp đỡ lẫn nhau ủng hộ lẫn nhau đều là vì xã hội đại chúng mà phục vụ làm phồn vinh cái xã hội này hưng dượng cái xã hội này không phải là để tranh lợi mà là để hỗ trợ hợp tác mỗi người đều tận hết năng lực của mình tận hết kinh nghiệm của mình nhất định phải khiến cho cư dân sinh sống tại khu vực đó có thể có được cuộc sống mỹ mãn đều có thể được thuận lợi cái ý nghĩa chân thật của kinh là nổi bật ở chỗ này cái ý sâu xa chính là chúng ta thường hay nói các ngành các nghề tôn trọng lẫn nhau kính ái lẫn nhau nhúng nhường lẫn nhau tán thán lẫn nhau cúng dường lẫn nhau hợp tác giúp đỡ nhau chính phủ các nước đều có quy hoạch chỉnh thể phần lớn đều trở nên tốt đẹp hoàn mỹ mà không có khiếm khuyết chúng ta có thể thấy được việc đó ở chỗ này Thậm chí đến đổi Các vị có thể nhìn thấy Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ông viết cái chú giải đó rất hay Nên đem chú sớ của rất nhiều đại đức Đối với bộ kinh này Họ đều đem chép chung một quyển cho chúng ta làm tham khảo tôi nêu ra với các vị đồng học đây là ẩn ý sâu xa ở trong kinh này bên trong ý nghĩa này vẫn còn hàm chứa vô vàn ý nghĩa nữa cho nên mới kết luận là vinh sắc quang diệu bất khả thắng thị là tốt đẹp không sao tạ xiết hoàn cảnh vật chất là như vậy hoàn cảnh nhân sự cũng như vậy không có hoàn cảnh nhân sự thì không thể có hoàn cảnh vật chất y báo khẳng định là chuyển theo chánh báo mời xem tiếp đoạn sau cùng thanh phong thời phát xuất ngũ âm thanh vi diệu cung thương tự nhiên tương hòa Thị chư bảo thụ châu biến kỳ quốc Cái tổng kết này Vô cùng quan trọng Chúng ta cần phải học tập Đây là nói Diệu âm thuyết pháp Thanh phong biểu thì cái ý gì phong nghĩa là động không động thì không gọi là phong động là cái gì hiện nay chúng ta gọi là hoạt động hoạt động nghĩa là động hiện nay trong xã hội có rất nhiều ngành nghề. Thường xuyên tổ chức một số hoạt động. Đây chính là thanh phong thời phát. Ý nghĩa của hai chữ hoạt động này rất sâu. Động là sống. Không động là chết. Bất kỳ công năng nào cũng ở tại sự hoạt động. Cái đạo tràng Phật giáo cư sĩ Lâm này đây cũng là một cái cây. Ở nơi này phải không ngừng tổ chức các hoạt động, giảng kinh là hoạt động, dạy học là hoạt động, niệm Phật là hoạt động. Các loại pháp hội là hoạt động. Các công việc từ thiện cũng là hoạt động Đoàn kết với các tôn giáo khác là hoạt động Giúp đỡ tín đồ giải quyết khó khăn Cũng là hoạt động Là thanh phong thời Pháp Hoạt động là có cái thời điểm Do lúc nào thì làm cái hoạt động gì? Xuất ngủ âm thanh Ngủ âm thanh chính là nhạc giao hưởng Mà ngày nay chúng ta nói đến Trung Quốc ngày xưa nói âm thanh là ngũ thanh Hiện tại trong âm nhạc nó là bảy cái thang âm Trung Quốc ngày xưa nói là cung thương giác quỷ vũ Khi năm cái âm thanh xuất ra Ngũ âm điều hòa Hay không thể tả Vi diệu cung thương Tự nhiên tương hòa câu nói này chúng ta có thể thể hội được rất rõ ràng ở trong xã hội rộng lớn này không cùng ngành nghề với nhau không cùng văn hóa không cùng quốc gia không cùng dân tộc không cùng tôn giáo đều có thể sống chung hòa thuận với nhau tất cả những thứ không như nhau chính là không cùng cái âm thanh là cung thương giác chủy vũ không như nhau chúng không đơn nhất đơn nhất thì quá đơn điệu rồi không có gì đáng để nghe cái âm của nó có thể phối hợp lại với nhau biến thành nhạc giao hưởng vậy thì nghe sẽ vô cùng hay dùng lời của người hiện nay mà nói đây chính là cái xã hội đa nguyên văn hóa thành tựu của đa nguyên văn hóa lợi ích thụ thắng của đa nguyên văn hóa đem đến cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cho tất cả chúng sanh một cuộc sống tự tại an vui chúng ta từ trong cái phẩm kinh này nghiền ngẫm tỉ mỉ mà thể hội cái nghĩa thú biểu pháp của nó thì chư bảo thụ châu biến kỳ quốc đây là nói thế giới tây phương cực lạc nếu như từ trên giáo học mà nói là phương tiện của sự giáo học cả xã hội tất cả mọi hoạt động đều là tài liệu dạy học Đây hoàn toàn tương ứng với hoa nghiêm Cho nên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là ở đâu? Chính là cả cái xã hội hiện thực này của chúng ta. Chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn nhất thiết phải học tập, phải thể hội được cái bộ kinh này. Sau đó thì bạn mới có thể thật sự nhận biết được cái thế giới này. Thật sự nhận biết Đời người Biết được Phải đối đại chính mình như thế nào Phải đối đại với tất cả chúng sanh như thế nào Để khiến bản thân họ Có thể đạt được Sự cứu cánh viên mãn Thôi rồi, thời gian đã hết Hôm nay chỉ dẫn đến đây thôi A-di-đà-phật à, Cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật